Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 13 tháng 9, tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh giáo sư, diện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, 13 tháng 9 năm 1913, 13 tháng 9 năm 2023. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan đơn vị các tỉnh thành và gia đình giáo sư Trần Đại Nghĩa. Diễn văn tại buổi lễ nêu rõ, giáo sư Trần Đại Nghĩa đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng và nền khoa học nước nhà, là tấm gương sáng được đồng chí, đồng đội, nhân dân tin tưởng, yêu mến, được bạn bè quốc tế tin yêu và kính trọng. Trong quá trình công tác, giáo sư Trần Đại Nghĩa được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng ở các bộ ngành trung ương. Lễ kỷ niệm là dịp bày tỏ lòng tri ân, ghi nhận của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long đối với công lao to lớn của giáo sư, diện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Là dịp để tôn vinh và tự hào về một nhà khoa học tài năng, một đại trí thức cống hiến trọn đời vì dân, vì nước, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của đồng bằng sông Cửu Long. Đây còn là cơ hội để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của giáo sư Trần Đại Nghĩa, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa trong thế hệ trẻ hôm nay tinh thần ý chí nỗ lực vượt mọi khó khăn để học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ, khơi dậy khát vọng, hoài bão tuổi trẻ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.